Dạ phải. Bằng Châu đó, Bằng Châu giờ nè. Có 7 lớp 8 gì đó. Mấy con này. Cây cầu chạy đến là
nó nói là kêu nó bằng đầu trâu đầu bò. Anh nó nói người kêu nó đầu trâu đầu bò kìa. Đầu trâu đầu bò. Có chừng mỗi trắng con nha. Có về mà nó về tới hồi chưa á, chạy xe ngang mà như cái chỗ ông ngoài đường bay về kìa nè. Chưa chưa ủ mà em nói gì chạy lại đâu là